Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp, cảnh vật thiên nhiên còn hoang sơ, khí hậu trong lành mát mẻ, Phú Quốc luôn là điểm đến hàng đầu được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, nhất là du khách nước ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hậu Covid-19, lượng khách quốc tế đến có tăng nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng du lịch của đảo. Trước thực tế trên, chính quyền tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch Kiên Giang áp dụng nhiều giải pháp chính sách ưu đãi thu hút du khách nước ngoài đến với đảo Ngọc. Qua tìm hiểu về hình ảnh quảng bá Phú Quốc trên các trang web, ông Phan Rô Ivan và vợ đã chọn Phú Quốc nghỉ dưỡng trong đợt này vì du lịch Phú Quốc không cần visa. Đây là điều kiện lý tưởng cho du khách nước ngoài. Ngoài ra, đây còn là điểm đến tuyệt đẹp có nhiều hoạt động đa dạng như vườn thú safari, khu nghỉ dưỡng đẹp, bãi biển đẹp và thời tiết cũng rất tuyệt vời, là điểm cộng cho du lịch Phú Quốc. Tôi nghĩ lời khuyên dành cho các du khách khi đến Phú Quốc là hãy đi du lịch vòng quanh đảo, đến tham quan các địa điểm nổi tiếng của Phú Quốc như là bãi sao, khu vui chơi Grand World, VinWonder, vườn thú VinSafari và tận hưởng tại Melia Vinder, khu nghỉ dưỡng xinh đẹp. Hãy đến và ghé thăm Phú Quốc. Trong 11 tháng của năm 2022, Phú Quốc đón gần 1 triệu 800 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 26.500 lượt. Doanh thu về dịch vụ và lưu trú 11 tháng ước đạt 9.140 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, du khách nước ngoài đến Phú Quốc như hiện nay chưa cao. Vì trước đây, du lịch Phú Quốc chú trọng vào lượng khách đến từ châu Âu. Nhưng do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, chiến tranh, kinh tế các nước không ổn định cũng đã tác động mạnh đến nhu cầu du lịch của người dân. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với du lịch Kiên Giang tìm nguồn khách từ các nước khác. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, ngoài việc đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư lớn, thành phố Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, kích cầu du lịch, đồng thời đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí đẳng cấp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng như các dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu phân khúc khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài. Trong phát triển du lịch và dịch vụ là phải không ngừng đổi mới và phải theo xu hướng, theo xu thế của người đi du lịch, cũng như phải có sự cạnh tranh lành mạnh cho cái đề hoạt động và du lịch. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Hội Du lịch Phú Quốc. Chúng tôi sẽ kết hợp với Hội Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc, cũng như các phòng ban chuyên môn và đặc biệt là các sở ngành của tỉnh tiếp tục có cái sự hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ ở Phú Quốc có cái hoạt động tích cực hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn để làm sao đó ngày càng có cái sự phát triển và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi tin rằng đầu tư vào con người là cách tốt nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ lên tầm quốc tế. Chúng tôi muốn đội ngũ nhân viên có đủ khả năng để đem đến sản phẩm dịch vụ ở tiêu chuẩn ngày càng cao. Đó là lý do chúng tôi vẫn luôn nỗ lực và nhắm tới các chương trình đào tạo quốc tế hàng đầu, mời các chuyên gia đã có kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới để truyền đạt lại những kinh nghiệm về ngành du lịch, khách sạn quốc tế. Để khẳng định thương hiệu của đảo Ngọc, khơi dậy tiềm năng du lịch biển, đảo, thu hút nhiều hơn du khách trong và ngoài nước đến đảo, tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có tay nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các khu mua sắm, phù hợp với nhu cầu du lịch của du khách.